trộm bánh cho mẹ. Chà, rượu ngon quá. Lên quan phủ nào. Ôi, á, à, đừng mà. Đi, lên quan phủ nào. Cho tôi xin, đừng bắt tôi lên quan phủ. Không được, phải lên quan. Khoan đã. Xin hỏi có chuyện gì vậy thưa ông? Tên này định ăn quỵt ở quán tôi. May mà tôi phát hiện lúc hắn đang định chuồng, nên tôi mới giữ hắn lại, rồi đưa lên quan để bắt hắn trả tiền. Thế thì đáng đưa lên quan lắm. Cho hắn chừa cái thói ấy đi. Phải đó, đưa lên quan đi. Xin đừng bắt tôi lên quan. Tôi đã kịp ăn gì đâu ạ. Lại còn chối à? Cái bánh bao tự nhiên không cánh mà bay chắc. Nếu không muốn lên quan thì trả tiền đi. Mau lên quan phủ nào. Đừng mà, hãy tha cho tôi. Đi nào, lên quan nào. Đừng mà, tha cho tôi. Giờ thì hết chối nhé. Chứng cứ rành rành ra đây rồi. Tôi đúng là có cái bánh bao cũng quỵt tiền người ta. Đưa lên quan đi. Đi nào, lên quan phủ nào. Khoan đã. Tiền của anh làm rơi kìa. Tiền nào cơ? Tôi thấy nó rơi ra từ trong áo của anh. Trong túi có tiền mà anh không biết à? Mau trả tiền bánh bao đi. Đó, rõ là có tiền mà sao không trả người ta chứ. Thôi trả tiền đi, có cái bánh bao thôi mà. Đây, tôi gửi ông tiền. Xin ông đừng bắt tôi lên quan. Biết điều thế có phải tốt hơn không? Khỏi trả lại nhé, coi như phạt anh vì tội gian dối. Thôi giải tán đi. Cảm ơn anh nhé. Không có anh thì tôi đã bị bắt lên quan rồi. Nếu không vì quá bần cùng, tôi đã chẳng làm liều như thế. Chỉ là một cái bánh bao thôi mà, có gì đâu mà ơn với Huệ. Anh mau ăn đi. Chiếc bánh này tôi lấy không phải cho tôi, mà là cho mẹ tôi. Mẹ anh? Mẹ tôi đang bị bệnh. Tiền thì mua thuốc hết rồi, nhà lại hết gạo. Túng quá nên tôi mới phải vào đây trộm bánh bao để mang về cho mẹ. Từ sáng tới giờ mẹ vẫn chưa ăn gì. Chắc mẹ đang đói lắm. Tôi... Tư! Tư ơi! Tư! Mẹ! Sao mẹ đang bệnh mà ra đây làm gì? Có người báo với mẹ con bị bắt lên quan. Mẹ lo quá nên đi tìm con. Con không sao chứ? Con không sao rồi mẹ. Mẹ ăn bánh bao đi, rồi con cõng mẹ về. Cho dù điều anh ta làm là sai trái, nhưng lòng hiếu thảo của anh ta vẫn khiến cho người khác cảm động. Ước gì trên đời không còn những tình cảnh đáng thương như thế. Đường tàu. Cảnh đẹp thật đấy. Ừ, Tây Bắc mà. Đi thêm một đoạn nữa, cảnh vật còn hoang sơ hùng vĩ hơn nữa cơ. Thế ông suy nghĩ xong chưa? Đi tìm tôi tìm mối buôn mận, hay là chỉ đi chơi thôi đấy? Thôi thôi ông ơi, buôn bán gì, chẳng được bao nhiêu mà mệt lắm. Tôi đi cùng ông cho vui, thăm thú cảnh đẹp núi rừng thôi. Này, hình như tàu đi chậm lại hay sao ấy nhỉ? Ờ, tàu sắp vào đoạn khúc cua ấy mà. Ôi, phía trước có một cánh đồng hoa kìa. Đâu, đâu? Nhìn kìa. Ừ, đẹp nhỉ. Đoạn này tàu lại đi chậm lại nữa chứ. Để cho anh em mình ngắm cảnh đây mà. Đoạn này là khúc cua nên tàu phải đi chậm. Nhà ở giữa cánh đồng hoa thế này thích nhỉ? Thích gì? Ở gần đường tàu ngày nào cũng bị tra tấn bởi tiếng ồn. Trong ngôi nhà kia như nhà hoang ý.
trông sọc xệ, tồi tàn lắm. Hoang đâu mà hoang, trong sân có mấy con gà kia kìa. Ngôi nhà đặc biệt đấy có vẻ là trung tâm cho mọi người bàn tán nhỉ? Ừ, thì tại có mỗi mình nó trơ trọi ở đây mà, cũng kỳ kỳ. Mận rẻ, ai ngờ hỏi tận gốc trên này giá cũng cao. Ừ, những mối ngon thì người ta đặt trước hết cả rồi. Mà giá gốc đã cao như thế rồi, còn tiền vận chuyển tàu xe, về đến nhà thì còn đâu ra lãi nữa chứ. Tôi đã nói với ông là buôn bán đâu có dễ bọc, đâu có nghe đâu. Thôi, coi như anh em mình đi chơi. Hình như tàu đi chậm lại hay sao ấy nhỉ? Ừ, tàu đang đi đến đoạn cua mà. Ôi, cánh đồng hoa đẹp quá nhỉ. Mà ông nhìn kìa, đằng kia có một ngôi nhà trơ trọi. Nhìn kìa. Ừ, chỗ ngôi nhà hôm trước đó hả? Mỗi lần đi qua đây là người ta cứ xôn xao bàn tán về ngôi nhà ấy ông nhỉ? Ừ, tại vì có mỗi mình nó ở đây nên người ta mới chú ý. Mà đoạn này tao đi chậm nữa chứ. Chú ý à? Này ông ơi, tôi có ý tưởng này. Cái gì? Mua ngôi nhà đó hả? Ôi, thôi đi ông ơi, không ngon ăn đâu ông ơi. Ngon thì người ta đã làm rồi, không đến lượt anh em mình đâu. Thì ông đã thử đâu mà biết. Thử làm gì cho mất công. Rồi lại như cái vụ buôn mận. Thôi, về đi cho sớm. Ừ, thế thôi vậy. Có nên không nhỉ? Lâu thế chứ, mấy tháng nay mất tâm mất tích, hẹn cà phê mà cũng khó. Ông đến lâu chưa? Cho anh nâu đá nhé. Này, xe của ông đấy hả? Ừ, tôi mới lấy chiếc xe này để tiện đi công việc. Thảo nào mấy tháng nay lẫn mất tâm mất tích. Này, có gì hay không chỉ cho bạn với. Thì cái nhà ở khúc cua đường tàu ấy, ông nhớ không? Nhà ở khúc cua đường tàu nào? Ngôi nhà ở chỗ cánh đồng hoa mà mọi người trên tàu đi ngang qua ai cũng bàn tán ấy. À, thế ông mua ngôi nhà đấy hả? Ừ, sau lần đi đấy tôi cứ nghĩ mãi về ngôi nhà ấy và cơ hội kiếm tiền từ nó. Lần đó tôi bảo mà ông không nghe đấy. Sau 3 đêm suy nghĩ, tôi quyết định quay lại đó. Lại đúng lúc ông chủ nhà cũng đang muốn bán để chuyển vào trong làng, vì tránh tiếng ồn mỗi khi có tàu đi qua. Ông biết không, tôi mua ngôi nhà đó có 30 triệu thôi. Ừ, mua được giá hời quá còn gì. Ừ, sau đó tôi tìm đến các công ty, tập đoàn lớn, trình bày ý tưởng lắp biển quảng cáo ở ngôi nhà đó. Tôi cho họ xem bức ảnh ngôi nhà, đoạn đường tàu đi qua và góc nhìn ngôi nhà rất thuận lợi khi ngồi trên tàu. Cuối cùng tập đoàn Fada đã đồng ý thuê ngôi nhà đó đặt biển quảng cáo với giá 30 triệu một tháng, ký hợp đồng hẳn 1 năm. Họ còn mong muốn thuê nhiều điểm như thế trên vùng Tây Bắc nữa. Thế là tôi đi tìm tòi mua thêm vài mảnh đất, vài ngôi nhà nữa, ký thêm được cái hợp đồng 3 tỷ với họ nữa. Sắp tới tôi còn đang định phát triển vùng Đông Bắc nữa, nên là mua cái xe đi tỉnh cho nó tiện ông ạ. Hay quá, đúng là một ý tưởng kinh doanh hay đấy. Thế mà trước tôi không nghe ông nhỉ. Bây giờ thì vẫn còn kịp đấy. Tôi vừa mới đặt cọc mua mấy ngôi nhà ở vùng Đông Bắc đấy. Ông có muốn chung với tôi không? Ồ, có chứ, có chứ. Phát hiện chính là cánh cửa đi đến thành công. Trong cuộc sống có những điều tuy rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa rất nhiều cơ hội lớn. Nếu chúng ta để ý và biết nắm bắt thì chắc chắn sẽ thành công. Cây chuối già. Hoa hậu toàn cầu năm nay thuộc về Lê Duyên, số báo danh 093.
cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm đặc biệt cho Duyên. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng em đẹp quá. Hãy uống trà theo cách riêng của bạn. Tốt cách. Còn 2 show nữa mới hết ngày, mệt quá. Chắc nó bận quá không nghe máy được. Bác Thoa mới tới à? Dạo này bán khá không con? Rồi chồng con đâu? Sao để một mình mang bầu mà ngồi rửa chén thế này? Ảnh về chở con bé đi học rồi bác ạ. May nhờ bác sang lại gánh hủ tiếu mà nhà con có đồng ra đồng vô. Thì con Duyên nó không cho bán nữa nên bác sang lại. Có gì đâu mà. Thôi, để bác rửa phụ con một tay. Bác để đó con rửa lát là xong à. Mẹ của hoa hậu mà rửa chén quán lề đường thì kỳ lắm ạ. Chị ơi, một tô hủ tiếu nha. Có gì kỳ đâu. Bác thấy con mang bầu mà không giúp thế thì mới kỳ đấy. Ra mà bán cho khách, để đây bác lo cho. Ngồi không hoài cũng buồn mà. Dạ. Tính bác vẫn vậy, lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Sắp có tiết mới rồi đây. Người mang nét đẹp tự nhiên đại diện cho mỹ phẩm của công ty chúng tôi năm nay chính là cô Lê Duyên. Cảm ơn nhãn hàng đã tin tưởng tôi. Tôi hứa sẽ thực hiện thật tốt vai trò này. Xin lỗi quý vị, nhưng tôi xin giới thiệu. Đây là mẹ hoa hậu Lê Duyên. Khi mẹ mang vẻ đẹp thế kia mà sinh được cô Lê Duyên xinh đẹp như hôm nay, phải chăng có chút bất thường? Tôi nghi ngờ cô Lê Duyên đã dùng đến sự hỗ trợ của dao kéo. Vậy nét đẹp này có đáng gọi là nét đẹp tự nhiên không? Không phải đâu, không phải. Cô Duyên, sự thật là như thế nào? Người đó có phải mẹ cô không? Cô có dùng đến dao kéo không hả? Không phải mà, không phải. Cô Duyên, cô có dùng đến dao kéo không? Cô Duyên, xin hỏi tại sao lại để mẹ mình cực khổ thế kia? Cô không, Duyên, không, Duyên, mấy người đừng hỏi nữa. Nhưng mà anh mới đồng ý cho em làm gương mặt đại diện vào tuần rồi mà. Alo, alo, anh ơi, anh ơi. Nè con. Mẹ vừa lòng chưa? Sự nghiệp của con vừa mới lên thôi, đã bị mẹ kéo xuống hết rồi đấy. Mẹ chỉ muốn giúp con thương một tay thôi. Mẹ nhìn nhan sắc của mẹ đây này. Mẹ của hoa hậu mà lại để nước da đen đúa, nhiều nét nhăn như thế. Mẹ có nghĩ đến con không hả? Mấy lần con mua mỹ phẩm sao mẹ không dùng chứ? Vì mẹ quen cực khổ rồi con. Mấy cái đó mẹ không quen. Mẹ quên cái thời cực khổ ấy giùm con đi. Trời ơi là trời. Mẹ xin lỗi con. Wow, nhà chị Duyên đẹp quá. Ở quê mới gửi lên buồng chuối. Em gửi chị và bác Thoa ăn lấy thảo. Tâm trạng nữa đâu mà ăn. Ngay từ đầu mẹ nghe lời chị dùng mỹ phẩm để da trắng hơn thì đâu có gì. Chị Duyên nè, chị biết không, để có được buồng chuối thơm ngon này, cây chuối già quê em đã dùng hết chất dinh dưỡng và sự tinh túy để nuôi nó đấy. Vì mỗi cây chuối chỉ cho ra một buồng chuối mà thôi. Sao cơ? Mỗi cây chuối chỉ cho một buồng thôi hả? Thế mà chị cứ tưởng. Thật đấy chị, thân cây chuối mẹ ngày càng sơ sát để có đủ chất dinh dưỡng nuôi buồng chuối con. Khi buồng chuối chín cũng là lúc chuối mẹ chết đi. Cây chuối mẹ khi ấy đã hết cả tuổi xuân và sức lực. Dù có chăm bón thế nào cũng không thể nào tươi tốt lại. Những thân chuối ấy chẳng khác nào mẹ của chúng ta dành cả sức khỏe, sắc đẹp để nuôi dưỡng những đứa con của mình. Mẹ, con nghe mọi người nói thời còn con gái mẹ đẹp lắm. Thời ấy đã qua lâu rồi con à. Bây giờ ai lâu ngày không gặp mẹ sẽ không nhận ra đâu. Mẹ, con xin lỗi. Vì con, mẹ đã hy sinh rất nhiều. Vậy mà trước đây con không hiểu lòng mẹ. Con đã khiến mẹ buồn nhiều rồi. Con hiểu ra mẹ thấy vui lắm. Mẹ không cần con phải là hoa hậu hay người nổi tiếng gì đâu. Mẹ chỉ mong sao con bình yên, an vui và hạnh phúc là được rồi.
gõ kiến và chuột chũi. Trời ơi, cái tổ của tôi, ai nỡ phá của tôi thế này? Chị Sẻ đấy hả? Tôi khuyên chị nên dọn khỏi đây thôi. Tôi cũng dọn đi đây. Tôi sắp đến kỳ sinh nở rồi, vậy mà cái tổ của tôi kỳ công xây mấy ngày nay bị ai phá mất. Không biết ai lại ác độc thế. Chị không biết sao? Còn ai vào đây nữa? Là ông ta sao? Sao ông ta lại làm vậy chứ? Chị mới tới không biết đấy thôi. Ông ta xấu tính lắm, không muốn ai ở gần ông ta cả. Ai làm nhà xung quanh chỗ ở của ông ta là ông ta phá phách, tìm mọi thủ đoạn để đuổi đi hết. Tôi cứ tưởng nhà tôi trong hốc cây ông ta không làm gì được, nhưng ông ta vẫn không để yên. Thôi, đành đi tìm chỗ nào dễ thở hơn vậy. Chị nói vậy thì tôi cũng nên đi khỏi đây, chứ ở lại chỗ này phiền phức quá. Ừ, đúng vậy đấy, mau dọn đi thôi. Lại có kẻ làm phiền ta, thật là bực quá. Ồ, một cái hang thật rộng rãi, có vẻ như lâu lắm rồi không hề có người ở. Ôi, vậy là mình đã tìm được ngôi nhà lý tưởng rồi, vui quá đi. Cái gì, con chuột chũi bẩn thỉu kia dám ở lại đây sao? Được thôi, nó sẽ phải chuồn sớm thôi. Ôi, nhà mới thật ấm cúng, mình ngủ ngon quá. Ôi, đau quá. Ở lại đây được bao lâu? Chuột chũi đáng ghét. Ôi, sao mà mùa mưa năm nay đến nhanh vậy chứ? Làm sao mình kiếm ăn bây giờ? Thức ăn thì ngày càng khan hiếm. À, đau thế. À, ui, ui, ơ, ơ. Để xem mày có cút khỏi đây không hả con chuột xấu xí. Nắng lên rồi, em nghĩ chúng ta sẽ săn được kha khá đấy. Phải xem trình độ săn của em đến đâu nữa chứ. Sao đi mãi mà không thấy con gì vậy nhỉ? Mệt quá đi. Con chim kìa, nướng ăn cũng không tồi. Ồ, đúng rồi. Hả? Gõ kiến bị bắn rồi. À, ôi, ôi, à, ôi mẹ ơi, đau quá. Sao vậy? Em bị con gì cắn vậy? Rắn hả? Ừ, không phải, hình như là một con chuột. Em vừa thoáng nhìn thấy nó chạy rồi. Hả? Sao con chuột lại cắn em chứ? Rõ ràng em thấy nó rơi ở đây mà. Chắc nó lủi đi rồi. Ừ, đi thôi. Anh gõ kiến, anh có sao không? Anh đâu rồi? Tôi Anh gõ kiến, anh thấy đỡ hơn chưa? Tôi đỡ rồi. May quá, hai người kia cuối cùng cũng không bắt được anh.
tôi đối xử với anh chẳng ra gì. Sao, sao anh lại tốt với tôi đến thế? Sao anh lại còn liều mình cứu tôi? Tại sao hả? Thì là hàng xóm với nhau mà. Anh nói hàng xóm ư? Đúng thế, chỉ có điều sao anh ít nói và làm gì cũng chẳng để ý đến ai cả. Anh đã cho tôi những cành cây để đóng đồ đạc, hái trái sồ cho tôi mà sao cứ ném ào ào xuống, chẳng cần biết tôi có bị làm sao không. Tôi bị sức đầu mẻ trán mấy phen rồi đấy. Tôi thật ra là một người hàng xóm tồi. Anh chuột ơi, tôi xấu xa lắm chứ không như anh nghĩ đâu. Sao lại vậy? Tôi là một kẻ ích kỷ. Từ trước tới giờ tôi luôn xua đuổi mọi người đi chỗ khác. Tôi ném cành cây, quả sồi là muốn hại anh, muốn anh thấy phiền toái mà bỏ đi. Cho đến giờ khi bị hoạn nạn, tôi mới cảm nhận tình hàng xóm thật quý giá và tuyệt vời biết bao. Anh tha lỗi cho tôi nha. Gõ kiến ơi, anh đừng có nói nữa. Thật ra sau đó tôi cũng lờ mờ nhận ra con người anh có lẽ không hẳn như tôi nghĩ. Nhưng ở đời chấp nhặt làm gì? Sống tốt với nhau chẳng hơn là hầm hè, kèn cửa sao? Còn bây giờ, anh cứ ở lại nhà tôi nghỉ ngơi cho đến khi bình phục. Đã có tôi chăm sóc cho anh rồi, anh không phải lo và nghĩ ngợi gì đâu. Cảm ơn anh rất nhiều, anh làm tôi cảm phục quá. Bên anh tôi thật nhỏ bé, hèn hạ biết bao nhiêu. Cuộc phiêu lưu của chiếc lá. Ôi, chán quá. Chị Sương bỏ đi rồi. Sao bác mặt trời và chị Sương lại ghét nhau thế chứ? Ai có việc của người đấy con ạ. Việc của mình bây giờ là tập thể dục để làm mát đường phố trước khi bác mặt trời chiếu nắng gay gắt xuống. Ngày nào cũng tập thể dục, chán chết mẹ ơi. Con nhìn kìa, cuộc sống là vậy. Các anh chị đang tập thể dục rất vui vẻ đấy thôi. Trời nắng rồi, con tránh vận động nhiều sẽ mất nước con nhé. Vâng ạ. Bám chắc vào các con. Cứ bám chắc thế này, anh gió còn lâu mới hạ được chúng mình nha. Hãy nhìn kia, các cô chú lá vàng được bay lượn vui quá. Vui gì mà vui, con mà đụng xuống gốc cây là kết thúc cuộc đời. Sẽ chỉ trở thành mùn nuôi dưỡng cho cây thôi. Con phải cố gắng bám trên cành để tươi xanh càng lâu càng tốt. Không, con muốn khám phá thế giới, muốn được đi chu du khắp nơi. Con không muốn ở đây để chờ tới ngày rụng xuống thành mùn cây đâu ạ. Không được con à, cuộc sống của những chiếc lá như chúng ta là phải thuận theo tự nhiên. Lá non ơi, cậu có thích đi ngao du đó đây không? Ngao du á? Không được thả tay ra, không được bỏ gia đình đâu con. Ơ kìa, con ơi, ở lại với mẹ. À, tự do sướng quá. Nào, bay đã chưa? Bây giờ thì tớ phải đi đây. Chúc cậu may mắn nhé. May quá, lại có nước. Phải tiếp năng lượng để còn đi tiếp mới được. Nước gì mà đắng thế? Chẳng ngọt như giọt sương gì cả. Trời ơi, con mèo dữ đang cố cào xé chiếc lá kia. Kinh khủng quá, phải tránh xa cái con quái vật lông xù này ngay. Ây! Hôi hám quá. Dừng lại, tôi không phải là rác đâu. Tôi là một cái lá non xanh tươi tốt đây. May quá, thoát rồi. Dưới này nguy hiểm hơn mình tưởng. Xin chào các anh chị, cô chú và các bác ạ. May quá gặp mọi người ở đây, đông vui quá ạ. Tại sao một chiếc lá non như cháu lại ở đây? Đáng ra cháu vẫn còn ở trên cây chứ. Dạ, cháu muốn khám phá thế giới nên nhờ anh gió đưa xuống đây ạ. Cháu không nhớ gia đình của mình sao?
cháu ở cùng bố mẹ anh chị mãi rồi. Giờ cháu muốn tự do chứng tỏ bản thân ạ. Cháu muốn chứng tỏ cái gì? Cháu theo gió xuống đây, từ bỏ gia đình, từ bỏ anh em, tự hủy hoại tuổi xuân. Cháu sẽ phải trả giá đắt. Cháu chỉ... chờ tôi với. Đau quá, đau quá. Thật khủng khiếp, ở đây chẳng như trên cao kia. Chẳng có ai thân thiết, chẳng nhìn được gì. Đã thế còn đầy rẫy nguy hiểm. Phải về nhà với mẹ ngay thôi. Ôi, ôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!